chào tất cả quý ông bà và anh chị em, con là Linh Mục An Bình. Xin được chào đón quý vị đến với chương trình Muối Men Giữa Đời. Kính thưa quý vị, chương trình Muối Men Giữa Đời là một nhịp cầu để nối liền đời sống của các linh mục tu sĩ nam nữ khắp nơi đến cùng tất cả quý vị để quý vị biết, hiểu, thông cảm cũng như là cầu nguyện và giúp đỡ cho các ngài trong công việc phục vụ và mục vụ. Và trong phòng thu hình ngày hôm nay thì chúng con có sự hiện diện rất là đặc biệt của sơ Anna Nguyễn Thị Kim Hà. Con xin kính chào sơ. Dạ, con kính chào cha, kính chào quý khán giả của kênh Muối Men Cha Đời. Mến chào chị Nương và chị Trang. Dạ, con chào sơ. Vâng, hôm nay là chúng ta có ba sơ luôn, một sơ thật và hai sơ giả. Vâng, kính thưa sơ thì con rất là vui mừng tại vì năm ngoái con đã về gặp sơ ở Cô Nhi Viện Phú Hòa. Nhưng mà hôm nay thì mình đi về đời sống ơn tu gọi, ơn tu trì của sơ một chút xíu. Sơ có thể chia sẻ là quê quán của sơ ở đâu và sơ bắt đầu đi tu từ lúc bao nhiêu tuổi thưa sơ? Dạ thưa cha, con quê con ở giáo xứ Hòa Do, Cam Ranh, Khánh Hòa. Và đến năm 19 tuổi là con bắt đầu đi tu, chọn Chúa là người yêu của mình. Tại sao mà lúc đó sơ có chỉ 19 tuổi thôi mà sơ biết là Chúa là mục tiêu của đời mình? Dạ thưa cha, đến năm 19 tuổi thì cũng là một biến cố trọng đại xảy đến trong đời con. Đó là ba con qua đời. Lúc đó ba con mới 49 tuổi thì một cái tang thương rất là đau lòng trên gia đình của con. Và con nghĩ rằng nếu mà mình có gia đình thì khi mà chồng mình chết chắc mình cũng buồn lắm. Hoặc là mình chết trước thì chồng mình cũng rất là đau thương. Cho nên là chỉ có chọn Chúa là người yêu thì khi mình chết thì mình được về với Chúa, được hạnh phúc và để cầu nguyện cho ba lúc đó. Wow, một cái ước nguyện rất là dễ thương. Hôm nay thì sơ nhìn thấy hai chị này, sơ có thấy hai chị này đi tu được không sơ? Yeah. Hai chị mà đi tu thì nhà dòng sẽ rộng cửa đón chào hai chị. Rất rồi, là sơ vui. Với sơ Trang có câu gì lời trả lời cho sơ không kìa? Dạ thì con thật sự hồi còn trẻ con cũng thích đi tu lắm á sơ. Dạ, con thấy các sơ trợ giúp ở trong nhà thờ rồi dạy giáo lý cho các em mà con rất là thích. Nhưng mà con nghĩ chắc có thể là Chúa không có chọn con. Cho nên là cuối cùng bây giờ con chống lại là tu tại gia. Chúa không chọn con nên con chọn con của Chúa. Yeah. Wow. Chị Nương thì sao chị Nương nhỉ? Ngày xưa là có đi tu không? Dạ, có muốn đi tu? Dạ không ạ. Nhưng mà con thì cũng có chị con đi tu thôi. Vâng, thưa sơ thì lúc đó là 19 tuổi. Thì sơ là người con lớn nhất trong nhà, rồi có anh chị em gì không? Và bà cố bây giờ thì còn sống với sơ? Thưa cha, con là người con giữa. Gia đình có 4 anh em trai và 1 em gái. Lúc đó thì anh đầu chưa cưới vợ, em út thì mới học lớp 1. Con thì đã tốt nghiệp xong phổ thông. Và cũng là lao động cột trụ trong gia đình. Lúc đó mẹ con cũng không sức khỏe không được tốt lắm. Nhưng mà khi mà con quyết định đi tu thì các anh em con nói rằng đi thì đi đi, 3 bữa thì về chứ không mấy đâu. Vậy là từ hôm đó bây giờ là bao nhiêu năm rồi sơ tu được bao nhiêu năm rồi thưa sơ? Cha, năm nay là con 26 năm khấn dòng. 26 năm. Con đi tu từ năm 92 mà được 26 năm khấn dòng. Sơ nhớ lúc đó là sơ vô nhà dòng là cái lớp của sơ có bao nhiêu chị em không thưa sơ? Thưa cha, lớp của con là có 13 chị em. Nhưng mà đến bây giờ thì còn 6 chị em thôi. Ồ vâng, là mấy người kia cũng về là chống lầy luôn hả sơ? Dạ, vâng. Thì mỗi người là Chúa cho mình một cái ơn gọi khác nhau phải không sơ nhỉ? Và cái bây giờ thì qua 20 mấy năm đi tu phục vụ Chúa như vậy thì cái điều gì làm cho sơ vui khi mà sơ phục vụ mọi người thưa sơ? Dạ thưa cha,
Con cảm thấy được Chúa ban cho con cũng như gia đình con rất là nhiều ơn lành. Cho nên là tất cả những cái hy sinh cũng như những cái công việc mà con làm, đặc biệt là con hôm nay con đang phụ trách cái cô nhi viện Phú Hòa nuôi các em mồ côi, thì cái công việc nuôi các em cũng rất là vất vả, nhất là nuôi những em sơ sinh, phải lo cho các em từ khi các em chưa rụng rúng. Nhưng mà Chúa ban cho con sức khỏe, nhất là có giấc ngủ thật là dễ, cho nên con dễ dàng để phụ làm giúp cho các em sơ sinh như vậy. Và con cảm thấy rất là vui vì được làm cánh tay nối dài của Chúa đến những trẻ em tuyệt vời quá như vậy. Đời sống của sơ thật là tuyệt vời phải không quý vị? Và để tiếp tục chương trình hôm nay thì chị Nương sẽ có một bài hát để tặng cho sơ cũng như là tất cả quý vị. Kính mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Cảm Mến Ân Tình, sáng tác nhạc của sơ Tigon. Người ấy xa xưa, con chậm chững những bước đi đầu tiên. Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên. Rồi tháng năm trôi, con thành người rơi gót chân cha. Con vào đời tìm bóng Giê-xu, Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài. Con vẫn nhớ lời ước giao đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấm con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ơn thiên hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát ngàn khúc ca tạ ơn, bài ca cảm mến nguyện chẳng khi nào quên. Dù con bước xuống những ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Và đến hôm nay bao hạnh phúc lệ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu. Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thăm giá Ngài trao con ôm trọn cả những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời. Con vẫn nhớ lời dạy hôm đầu tiên, tình yêu Chúa chứa chan con ngày đêm. Ngài tâm con bằng ơn thiên hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát ngàn khúc ca tạ ơn, bài ca cảm mến trên trời nào quên. Dù con bước xuống những ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con vẫn nhớ lời ước giao đầu tiên, tình yêu Chúa ấm con ngày đêm. Ngài tâm con bằng ơn thiên hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát ngàn khúc ca tạ ơn, bài ca cảm mến chiến tranh khi nào quên. Dù con bước xuống ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con, dù con bận sướng những ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên. Và
Vâng, kính thưa quý vị, một bài hát rất là hay, Cảm mến ân tình của Sơ Ti Gôn. Và hôm nay chúng ta có cuộc trò chuyện với Sơ Anna Nguyễn Thị Kim Hà, dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn. Thưa Sơ, khi Sơ nghe bài hát này, Sơ cảm thấy ơn gọi của Chúa ban cho Sơ như thế nào thưa Sơ? Thưa cha, con cảm thấy rất là nhiệm màu. Dạ. Yeah. Tình Chúa phủ xuống trên cuộc đời con, cũng như cho con cái ơn gọi làm nữ tu trong cái tình thương của Ngài rất là nhiệm màu. Hồi nãy Sơ có chia sẻ là Sơ đang phục vụ để giúp các em cô nhi viện, các em bị bỏ rơi. Cái nguyên nhân nào mà giúp cho Sơ là Sơ biết là mình có cái ơn gọi để phục vụ các em cô nhi viện này thưa Sơ? Thưa cha, lúc đầu thì thật sự khi mà được bề trên gọi về để phục vụ cô nhi viện thì con rất là sợ. Con cũng chẳng có muốn về, nhưng mà năn nỉ miết bề trên vẫn sai đến đó. Và khi con đến đó thì con được sống với các em, được hòa đồng với cuộc sống của các em thì cảm thấy rất là thương các em. Và bây giờ thì thật sự đi xe rất là nhớ các em. Yeah. Sơ có thể chia sẻ một cái kỷ niệm nào mà tương tác giữa Sơ và các em như thế nào, sinh hoạt như thế nào, hoặc là các em có phá nghịch không thưa Sơ? Dạ yeah, thưa cha, là các em cũng rất là nghịch. Và cái khi mà con về để mà bề trên giao cho con phụ trách cái cô nhi viện thì con luôn luôn mong muốn mang đến cho các em một cái tình thương để các em lớn lên trong một cái bầu khí gia đình, để các em tự nhiên thì những cái việc mà các em quậy phá hay là các em ngỗ nghịch thì con cũng sửa dạy các em, nhưng mà luôn sửa dạy các em trong một cái tình thương. Nhất là những cái lúc mà mình giận, con cũng có nói với các sơ là những cái lúc mà mình giận, mình tức lên đó, thì mình không, khi mình không có sửa dạy các em cái lúc đó được. Bởi vì những cái lời mà mình giận dữ, những cái lúc mình tức đó thì nó sẽ không có mang lại đến kết quả gì trên cái việc sửa dạy các em. Và dần dần thì con cũng tạo được một cái bầu khí gia đình. Các em nó rất là tự nhiên, nó cha và đoàn tới là cũng thấy. Hôm qua con có gặp chị Phượng. Chị Phượng nói là thăm các em từ hôm đó tới nay vẫn còn nhớ. Dạ, chị Phượng đi với cha cái hôm đó. Vâng, kính thưa quý vị, nếu mà quý vị xem channel Linh Mục An Bình channel của con thì có cuộc gặp gỡ của phái đoàn ABC, Hội Thiện Nguyện ABC đã đến chỗ của Sơ năm ngoái Quy Nhơn để thăm các em. Thì thưa Sơ, bây giờ hiện tại là bây giờ Sơ được có bao nhiêu em trong cô nhi viện và có bao nhiêu Sơ phục vụ cùng với Sơ trong cái công việc chăm sóc các em? Dạ, thưa cha, hiện giờ là có 33 em và em nhỏ nhất 6 tháng tuổi và con cùng với 6 Sơ của, kể cả con nữa là 6 đang phục vụ các em. Dạ. Tình trạng như bây giờ thì làm sao mà mình biết được các em, làm sao mà mình nhận được các em? Có nghĩa là bố mẹ bỏ các em ở cô nhi viện hay là làm sao mà Sơ biết được mà rước các em về thưa Sơ? Thưa cha, trong thời gian trước thì các em được bỏ rơi ở bệnh viện thì bác sĩ họ gọi đến mình đưa các em về. Trong cái thời gian gần đây là các em được bỏ rơi trước cổng của cô nhi viện. Và những cái lá thư bỏ rơi kèm theo với mỗi cái hoàn cảnh của các em thì rất là tội. Ba mẹ bỏ các em với một cái nỗi đau rất là xé lòng. Có những em là ba mẹ là sinh viên, có những em ba mẹ bị vỡ nợ cho nên là phải đi trốn nợ cho nên mới bỏ lại các em. Và có những em là được mẹ mang thai ngoài ý muốn, không có khả năng để mà nuôi các em nên người, nên mới gửi lại đó. Nhờ các sơ yêu thương và nhờ vào tình Chúa để các em lớn lên nên người. Vâng, con cảm ơn chia sẻ với chúng con. Và nếu mà quý vị muốn biết thêm nhiều chi tiết hơn nữa thì quý vị có thể vô cái YouTube channel của con là Sơ Anna Nguyễn Thị Kim Hà,
cô Di Viện Phú Hòa có một cái video clip mà con để dưới cái video này luôn để cho quý vị biết cái tình trạng của Sơ và các em như thế nào. Nhưng mà để tiếp tục chương trình thì để nói lên cái sự khát khao đối với Thiên Chúa, khát khao đối với loài người. Hai sơ mít của chúng con đây sẽ thể hiện nhạc phẩm Khát Khao của Linh Mục Thái Nguyên sau đây. Chúa mới mong lòng đầy.
Vâng, kính thưa quý vị, một nhạc phẩm rất hay, khát khao của Linh Mục Thái Nguyên nói lên tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta và ước mong cái tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta cũng mang ra để phục vụ cho tất cả mọi người. Đặc biệt là hôm nay có sự hiện diện của Sơ Kim Hà. Thưa Sơ, khi mà Sơ thấy hai Sơ Mít của chúng con hát như thế này thì Sơ thấy là tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta cũng như là tình yêu mà khi mà mình phục vụ thì thường thường mình nghĩ là mình cho đi. Nhưng mà thật ra là khi mình, đó là chính khi mình nhận lại. Vậy thì xin sơ chia sẻ cho cái sự trao ban và nhận lãnh cái tình yêu mà Thiên Chúa đang cho sơ như thế nào? Dạ, con thấy cái mà con cho Chúa thì chẳng là chi. Nhưng mà ơn của Chúa ban cho con rất là nhiều. Đặc biệt là như hôm nay con có được 33 đứa con mà chắc có lẽ không ai có. Mỗi gia đình thì chỉ có nhiều nhất thì 2 đứa, 3 đứa thôi. Riêng con thì có được 33 con, như vậy là con thấy Chúa ban gấp trăm lần. Không những ở đời sau mà được hưởng ngay phút ngay ở đời này luôn. Yeah. Khi mà mọi người nghe về cô nhi viện Phú Hòa thì có một cái điều gì Sơ có thể chia sẻ và chia sẻ cho tất cả quý vị ở đây biết là cô nhi viện Phú Hòa được sinh ra đời như thế nào và Sơ gặp những khó khăn như thế nào, và Sơ có thể truyền tải một cái thông điệp đến tất cả mọi người về cô nhi viện Phú Hòa, thưa Sơ. Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha và thưa quý khán giả, cô nhi viện Phú Hòa của chúng con có nguồn gốc từ cô nhi viện Quảng Ngãi, được thành lập vào năm 1963, tọa lạc ở phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi. Thì đến ngày 14 tháng 2 năm 1975 thì nhà nước trưng dụng cái cơ sở của cô nhi viện. Các cháu di cư về định cư ở tỉnh Ấn Tây, Sơn Tịnh. Và trong suốt 10 năm nay thì các sơ mới miệt mài làm đơn xin lại cái cơ sở của cô nhi viện. Thì cho đến ngày hôm nay, nhà nước giải quyết bằng cách là cho một mảnh đất để mở rộng cô nhi viện. Thì đó là một niềm vui rất là lớn mà chúng con đã mong chờ trong thời gian dài, nhưng cũng một nỗi niềm khắc khổ, khắc khỏi lo âu vì lấy đâu kinh phí để xây dựng cho các con một ngôi nhà trên mảnh đất miền Trung quê nghèo Quảng Ngãi. Và như là một phép lạ, Chúa đã làm cho con có dịp để đặt chân trên mảnh đất này. Và chúng con, đặc biệt hơn là chúng con được cha giúp cho đến hiện diện trong cái kênh Muối Men Cho Đời của cha hôm nay. Chúng con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn quý ân nhân, cảm ơn cha đã giúp đỡ các em mồ côi cũng như các em học sinh nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi trong nhiều năm qua, qua cái chương trình học bổng của cha. Chúng con biết ơn cha rất là nhiều. Và chúng con là những nữ tu sống tinh thần nghèo khó khổ chế,
Chúng con, điều mà chúng con chỉ có thể cho các em đó là sự yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ. Chúng con rất là cần những cái tấm lòng rộng mở, cần những trái tim nhân ái để hy sinh, để giúp hỗ trợ chúng con, để giúp chúng con thực hiện cái ước mơ xây dựng cho các em một ngôi nhà. Chúng con cảm ơn cha. Cảm ơn sơ rất nhiều đã chia sẻ cái tâm tình. Và cũng mời quý vị nhân tiện sơ qua Hoa Kỳ, thì sơ cũng có một tiệc gây quỹ để gửi đến tất cả quý vị. Và quý vị nhớ đó là ngày thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2024, lúc 6:30 tại nhà hàng White Palace Restaurant. Con nghĩ là trên đường Brookhurst và Edinger McFadden. Thì quý vị có thể coi những cái địa chỉ ở dưới cái video này để quý vị có thể liên lạc với chị Trang Phạm ở số phone là 714-383-2675 để quý vị có thể đến gặp sơ và gửi cho sơ những cái món quà tinh thần, vật chất để sơ có một một phương cách nào đó để giúp cho các em cô nhi viện và tất cả những cái check mà quý vị và tất cả những cái check mà quý vị có thể gửi đến cũng có thể địa chỉ ở dưới ngay cái video này. Con xin cảm ơn sơ rất là nhiều. Chúng con xin cảm ơn cha, cảm ơn quý ân nhân. Chúng con sẽ luôn nhớ đến cha và quý ân nhân trong kinh nguyện của chúng con mỗi ngày như một cái tâm tình tri ân. Nguyện xin Chúa ban ơn chúc lành cho cha cùng với quý ân nhân được bình an, được sức khỏe và nhiều niềm vui. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Cảm ơn tất cả thật nhiều. Cảm ơn hồng phúc Chúa dành tặng ban, cảm ơn cuộc sống tỏa lan, ân tình kết nối, chứa trang ân tình. Wow, sẽ làm thơ nữa. Vâng, kính thưa quý vị, thì Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta nên giống hình ảnh Ngài. Và khi mà chúng ta yêu thương, chúng ta giúp đỡ nhau, thì đó là những cách và những cơ hội để chúng ta nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nhạc phẩm rất là hay, có tựa đề là Để Con Nên Giống Hình Ảnh Ngài, sáng tác nhạc của nhạc sĩ Lê Đức Hùng. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Cùng con từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi, từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt tự nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống nhưng là Chúa sống Chúa, con về muôn lối gieo tình yêu mới đắm say lòng người, để con nên như là tấm gương phản chiếu bóng hình Chúa tình thương, rồi nơi con qua và nơi con đi tràn ngập yêu thương chan hòa niềm vui. Từng ngày
xin hãy ở cùng con. Từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi. Từng ngày xin biến đổi lòng con, từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, vì con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn. Vì con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con biết nói lời tha thứ sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Để con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung, để con có nói lời tha thứ sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về một lối, gieo tình yêu mới đắm say lòng người. Để con nên như là tấm gương, và chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui. Tình Chúa lớn mãi giữa đời. Vâng, kính thưa quý vị, qua bài hát này thì chúng ta phải nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa tác dựng chúng ta, tác tạo chúng ta giống như hình ảnh của Ngài. Kính thưa sơ, thì hôm nay thì có sơ ở đây thì xin sơ chia sẻ một cái câu chuyện vui vui hoặc là những cái câu chuyện nào mà nó đánh động sơ rất là nhiều khi mà sơ chăm sóc các em. Thưa sơ. Thưa cha, thì gần đây nhất là những ngày con đi xa các em, nay đã được hơn nửa tháng rồi, và con rất nhớ các em, mà các em nó cũng nhớ, cho nên nó mỗi lần nó gọi điện thì con cảm thấy rất là nhớ và rất là muốn về nhà. Thì thưa sơ, là con biết sơ là có các em cũng có những em khuyết tật nữa. Yeah. Khi mà sơ nuôi các em thì những các em mà bị khuyết tật, ngoài cái sự chăm sóc của sơ và các sơ, thì con nghĩ là có những cái điều khó khăn hơn nữa, phải không thưa sơ? Có. Yeah. Là nghĩa là các em đó phải học, hay là các sơ phải chăm sóc các em một cái trường hợp đặc biệt như thế nào? Dạ thưa cha, thì ở trong cô nhi viện chúng con là có ba em bị thiểu năng trí não lớn rồi. Từ đó là các em bắt đầu tự thành lập, nay là các em 40 mấy tuổi rồi. Nhưng mà các em trí thông minh của các em không có được bình thường, thì các em vẫn quay quẩn bên các sơ mỗi ngày. Điều khó nhất cho chúng con đó là các em nó khờ, cho nên nó nhiều lúc con phải đi tìm các em về
các em nó đi chơi rồi đó. Và có một em bị thiểu năng trí não, thì do mẹ của em mang thai ngoài ý muốn nên uống thuốc ngừa thai, nên sinh ra thì em nó bị liệt như vậy, thì mới mang đến để trước cổng của nhi viện. Thì chúng con nuôi các em đi đưa đến bác sĩ khám, thì bác sĩ chẩn đoán là khoảng 7 tuổi là em qua đời, nhưng mà nay em được 12 tuổi rồi. Thì tất cả ăn uống phải xay nhuyễn, cháo cũng phải xay nhuyễn để đút em. Các em không nói, không ngồi, không đi được, nhưng mà em có tình cảm, có trái tim. Dạ, khi cha đến đó kêu hơn đẹp trai là em nó cũng cười, là bảo chào cha An Bình đi là nó cũng vẫy 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 tay. Dạ. Hôm đó thì về thăm em, thấy em rất là tội nghiệp. Dạ. Hai chị đây, khi mà nghe Sơ chia sẻ như vậy thì có một cái điều gì muốn chia sẻ, muốn kiểu như là cầu nguyện cho Sơ, hay là muốn củng cố tinh thần của Sơ như thế nào? Mời chị Trang trước. Dạ vâng. Thì con nghe Sơ nói thì con rất là cảm động. Dạ, thì chúng con cũng về Việt Nam, mấy lần chúng con về Việt Nam, chúng con cũng vô, chúng con hay đi thăm một cái trại trẻ em khiếm thị á Sơ. Dạ, thấy các em cũng rất là tội nghiệp, thì con rất là phục Sơ. Thì con cũng hy vọng là con có thể giúp một cánh tay ấy cho Sơ để mà lo cho các em. Cảm ơn Trang rất là nhiều. Mời chị Nương. Vâng. Dạ, thưa cha và Sơ, thì con cũng có cùng cái ý nghĩ cũng giống như Trang, cũng rất là đồng cảm và thương các em cũng giống như là các Sơ đây. Thì con cũng vậy, cũng cố gắng hết sức, cũng góp một bàn tay bé nhỏ. Dạ. Thôi hai bàn tay đi. Hai bàn tay đi. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, ai chúng ta cũng có thể giúp cho Sơ được. Và tiệc gây quỹ giúp cho Sơ là vào ngày thứ Sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2024, lúc 6:30 chiều, tại nhà hàng White Palace Restaurant. Số phone và những cái địa chỉ thì dưới cái video này, quý vị có thể liên lạc chị Trang để chúng ta đến cùng giúp Sơ một bàn tay. Và cái bài hát kết thúc cho chương trình ngày hôm nay thì chị Trang đã chọn một cái bài hát để tặng cho các em nơi cô nhi viện. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Lời Nguyện Cầu, sáng tác nhạc của Sơ Tì Gồn. Cha, con tìm đâu yên vui mái nhà, bao con thơ lìa mẹ, còn lại trên môi giọt nước mắt lạnh khô. Bao mảnh đời cuốn xuống, vùi thân trong cơn đau bệnh tật, đang vật vã từng ngày giành lại sự sống qua đôi mong manh. Con chắp tay nguyện cầu Chúa ơi, bao mảnh đời đau khổ đang cần một bàn tay đưa ra nâng đỡ, cần một trái tim xót chia cảm thông. Nhưng sao tiếng rơi vào khoảng không, mặc ai kia xót xa âm thầm. Thế giới này cứ vẫn xoay sóng ngầm, tìm đâu chữ nhân nơi trái tim giá lạnh. Chưa biết đau là khi tim ta đang đóng lại, khi tay ta giữ chặt
chẳng màng chia san với những ai lầm than. Khi giận hờn ghét ghen là khi tâm ta đang dao động. Xin một phút dừng lại để thấy kiếp người mong manh. Con chấp tay nguyện cầu Chúa. Cần một bàn tay đưa ra nâng đỡ, cần một trái tim sớt chia cảm thông. Nhưng sao tiếng kêu cứ rơi vào khoảng không, mặc ai kia xót xa âm thầm. Thế giới này cứ vẫn xoay sóng ngầm, tìm đâu chữ nhân nơi trái tim. Chúa ơi, con đã hiểu ra, chẳng phải ai kia mà là chính mình. Phải thức tỉnh con tim giá lạnh, để đau nỗi đau của con người. Xin mở rộng tim con như Chúa, để ôm lấy. Những mảnh kính thưa quý vị, một bài hát rất là hay, lời nguyện cầu của các em lên Thiên Chúa, cũng như là một lời mời gọi đến tất cả quý vị cùng giúp cho các em trong cái đời sống cô nhi viện của các em. Em cảm ơn hai chị rất là nhiều. Hồi nãy thì em nghe hai chị nói là mỗi người giúp một bàn tay, thì hôm nay thì chắc em cũng giúp một bàn chân. Thì kính thưa sơ, thì nhân tiện sơ có mặt ở đây thì cái món quà này đáng lẽ là chúng con sẽ gửi về cho sơ ở bên Việt Nam, nhưng mà nhân tiện mà sơ qua bên Mỹ thì hội của chúng con là hội ABC, cũng như là một số khuyên nhân khi mà phát cái video đó sơ, thì cũng có một số người nói là muốn gửi cho sơ, thì tổng cái số tiền chúng con gửi cho sơ ngày hôm nay là $2,000 để sơ có cái một chút gì đó để giúp cho các em. Con xin gửi sơ. Dạ, con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn cha An Bình, cảm ơn quý ân nhân đã đồng hành giúp đỡ chúng con, và đặc biệt là quý ân nhân sẽ cùng với chúng con xây cho các em một ngôi nhà. Hồng ân ơn Chúa quá bao la, muôn đời con chỉ biết ngợi ca tình Ngài. Rồi sơ có muốn nói gì trước khi mà chia tay như vậy, thì sơ có muốn nói một lời gì nữa không, hay là chỉ có bấy nhiêu thôi sơ? Con rất là cảm ơn, và nhất là giống như một câu chuyện cổ tích, vì con được cùng với cha, cùng chị Nương, về chị Trang trong cái chương trình Muối Men Cho Đời, và một cái việc mà con cũng không nghĩ là mình sẽ có. Một lần nữa con xin cảm ơn sơ và hai sơ mít ở đây cùng anh thợ đền. Vâng, một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình, và xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho sơ. Và quý vị, những cái số phone mà quý vị có thể liên lạc dưới cái video này, một lần nữa xin kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em có một ngày, một tuần và mãi mãi được đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa. Thank you and God bless you next time.